Rồi, xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Thì hôm nay em có một cái máy tính sách tay, đó là 2-in-1 nhé, cái này của Fujitsu. Đấy. Thì này của chip của Intel nhé, Core i5. Đấy, cái này là ngày xưa nó ra là 2013 này, đấy, Win 8. Bây giờ người ta đã lên Win 10 các bác nhé, Win 10 Pro rồi. Win có camera sau các bác nhé, nó tại vì nó là 2-in-1 mà. Win 10 Pro rồi. Đấy, thì cái này thì nó có đây là cổng này, một cổng USB này, hai cổng USB này, cổng thẻ nhớ đây và một cổng Vega ở đây. Cái cổng này để dùng cho máy chiếu này. Đấy. Và bên đây của nó thì nó có một cổng HDMI, một cổng USB nữa, hai cổng USB nhá, và một cổng mạng. Bác thấy chưa? Đó, một cổng mạng này. Đấy. Và một cổng mạng này, em đang cầm tay nên em không có chỉ được bác nhá. Một cổng USB này, hai cổng USB, một cổng mạng. Cổng HDMI. Đấy. Con này thì bộ nhớ của nó là 4GB. 128GB bác nhá, dung lượng 128GB. Đấy. Đây em sẽ mở lên cho các bác đây nhá. Thì em đang quay một tay ấy, nên là nó hơi khó thao tác nên bác thông cảm nhá. Đấy, để em một chút nhá. Ok, để trước tiên em giới thiệu sơ sơ một chút về cái ngoại hình của nó nhá. Máy thì còn rất là đẹp, trên này là mặt phay nhôm nhá. Đây là mặt phay nhôm của nó này. Đấy. Đây, còn cái phím này là phím cứng nhá. Đấy, phím này của nó rất ok, tất cả đều chữ Nhật hết này, hàng nó thị trường Nhật Bản mà, nó không phải hàng xuất khẩu đi nước khác các bác nhá. Fujitsu thì nó bán bên Nhật Bản với ba la rất là nhiều. Đấy, thương hiệu ở đây thì cái này nó có một cái tháo rời được các bác nhá, bác xin kéo cái này ra nhấc lên. Đấy, thì em sẽ thao tác cho các bác. Đấy, còn có một cam trước nữa nhá. Đấy. Thì dùng học online ok bác nhá, hoặc là mình có thể làm một cái máy iPad, nó khá nặng bác nhá, rất là nặng nhá, tại vì là đây nó có một cái nút để dùng bút này, nhưng mà con này nó không có bút, nguyên bản của nó về nó không có bút rồi bác nhá. Đấy. Khi mua là không có bút rồi. Đây là nút tắt nguồn mở nguồn các bác nhá. Đấy, đây này, đây là nút tắt mở nguồn này. Đấy. Thì con này nó dùng tai nghe này chính thôi, chứ còn loa ngoài của nó nhỏ lắm, nó thiên Fujitsu nó không thiên về loa ngoài. Như loa trong của nó thì wow, quá là ok các bác nhé. Giờ em sẽ khởi động lên cho các bác coi nhé. Con này màn hình của nó là 11 inch mấy các bác nhé. Em sẽ mở nguồn lên. Đây, nó khởi động khá nhanh. Tại vì là bộ cứng như ổ nhớ của nó là SSD ấy. Rồi, nó mở nguồn nhé. Ok các bác nhé. Đó, Fujitsu. Đây, nó có bàn phím rất là tiện. Đấy. Máy này là chính hãng, ý là mua tại bên Nhật Bản luôn, nghĩa là cửa hàng của Nhật luôn. Đấy, người ta tí bác nào mua em sẽ gửi qua Zalo cho bác. Thứ nhất là cái cấu hình chi tiết của nó, người Nhật người ta đã thông báo. Đấy, số của nó lên đấy, bác khởi động rất nhanh, cực kỳ nhanh. Rồi giờ em sẽ vào chi tiết cho các bác coi. Đấy. Thì em đang dư cái máy này đó, hôm nó mới về. Đấy, nó mới về cái máy này. Hôm vừa rồi là em có hai cái, một cái của Panasonic. Đấy, một cái của Ba La và một cái này nữa, một cái máy tính bảng kia nữa. Cái này em quay hơi khó. Đấy, để em kiếm góc quay, bác đợi em chút nhé. Rồi ok các bác nhé, góc quay này thì cũng tạm ok rồi. Thì em sẽ giới thiệu các bác cái này một lần nữa nhé. Con này màn hình của nó là 11 inch mấy, inch 6 thì phải. Đấy, thì nó là vừa cảm ứng luôn nhé, thì mình có thể tháo rời ra. Đây em sẽ tháo rời cho bác nhé. Pin nó nằm cả dưới đây cả trên đây, tại vì nó phải là tháo rời mà. Đây đấy, ok, máy rất nặng các bác nhá, họ nặng cực kỳ luôn. Đây dưới này của nó này. Đấy. Đây, cảm ứng này, em vào Google nhé, thì nó vẫn đang còn tiếng Nhật đó, tại vì là Win của nó đấy, bác nhìn thấy không? Đấy, Win 10 Pro của nó nhá, nó vẫn đang xài tiếng Nhật. Để em sẽ vào thông số cho bác coi. Trước tiên thì vào cái một cái khác. Này, bản tính của nó đây bác nhé. Tìm kiếm cái này nó tìm kiếm bằng tiếng Nhật. Tiếng Nhật nhé. Thì bác nào mua em sẽ chỉnh về tiếng Việt cho các bác. Em quay nó hơi lâu một chút nha các bác nhé, cho các bác nhìn, tại vì máy nó hơi nặng các bác nhé, cầm nó hơi nặng lắm. Nó không thể giống như iPad ở kia đâu, tại vì là nó giống như một cái máy tính mà.
Em bỏ vào đây nhé, thì em sẽ mở bàn phím của nó lên sau bác nhé, nó dễ nhưng mà mất công thời gian bác đợi nó lâu quá. Đấy, khóa lại. Đấy, em sẽ vào đây cho nó nhanh, là bàn phím của nó chuẩn lắm các bạn ạ, cứng, bàn phím nó chắc lắm, phím này. Đấy, các bác thích cảm ứng này. Đấy. Thì nó cảm ứng thì nó cũng khá là tiện khi mình sử dụng đấy. Đấy, nhiều khi mình vừa sử dụng bàn phím này, nhiều khi muốn vuốt cho nó nhanh không phải chuột chiếc gì nữa đấy, cảm ứng thì nó hay ở chỗ đó. Trước em có một con máy cao cấp dùng cảm ứng, bán con đó lâu rồi, đợt đấy có nó hàng khá là cao, con đó màn hình lớn cơ, màn hình con này nhỏ hơn đấy, nó rất là tiện các bác nhá, tiện dùng lắm. Tản nhiệt có nằm bên đây, tản nhiệt có nằm bên đây. Thế em sẽ vào cấu hình cho bác coi nhé, cấu hình thì vào máy của nó PC. Đây này, đấy các bác nhìn nhá. Đó. RAM của nó là 4 GB này. Đấy. Nó đang dùng là 60 bit này, đấy. Nên Win 10 ấy, con này nó sử dụng Win 10 Core i5 thế hệ thứ 3 nhá, 1.8. Đấy, maximum nó lên 2.3. Đây. Được người ta cài lại này. Đấy, nghĩ là ta được cài lên Win 10 này, Win 10 này. Đấy, là 24 tháng 4. À, 26 tháng 4 năm 2021 các bác nhé, cửa hàng người ta đã lên Win 10 cho mình. Đấy. Win 10 các bác biết rồi, Win bản quyền nhé, không phải Win lậu hay là Win gì các bác nhé. Bên Nhật các bác biết rồi, bên nước người ta không có cái chuyện mà xài Win lậu đâu các bác nhé. Nên là ở trong này người ta tích hợp rất là nhiều thứ, chẳng hạn Win người ta có chống xâm nhập máy tính, chống virus, virus các kiểu. Win Nhật là mấy cả Win mà chính hiệu ấy, nó rất là mắc tiền. Các bác nào mà đã mua những cái Win mà bản quyền của nó rồi thì biết nhá, Win này thì là Win bản quyền, không phải là Win lậu các bác nhá. Nên là bác thấy nó còn nguyên tiếng Nhật đó. Đấy, nguyên máy là sao về như vậy. Bây giờ về đây thì em mới đổi, chẳng hạn như là muốn thêm phần tiếng Việt nữa cho nó dễ thôi, chứ còn đúng ra bác nhìn cả bàn phím, bàn phím của nó này, cái máy là nặng khoảng mấy ký các bác nhá. Đấy, bàn phím của nó thấy, bác nhìn bàn phím này chưa, bàn phím nó rất là cứng nhá, không phải loại bàn phím dễ kia, bàn cái con này là rất dễ nè, là rất khó để mờ được bàn phím nhá. Đấy, mặt nó rất là đẹp. Đấy, nó tiện cái nữa là mình xài riêng luôn, mình có thể là tháo ra như thế này xài. Đấy, nhưng mà loa cái con này rất là nhỏ các bác nhá, thì bây giờ em sẽ nó không thiên về loa, bây giờ em sẽ mở YouTube các bác nhé, em sẽ mở qua, nếu mà học online các thứ ấy, học online thì các bác học qua cái tay phone. Rồi, YouTube. Đấy, qua YouTube nhá. YouTube. Đấy, nó vẫn tiếng Nhật kìa, nhưng mà nó vẫn ra tiếng Việt các bác nhá. Mình sẽ kiếm bài hát là nó đi. Nhạc không bản quyền. Không bản quyền nó dễ bị thế này. Và cảm ứng thì em không cần chuột nữa, tại vì nó cảm ứng được thì rất là dễ. Đây em sẽ cắm vào đây nhá. Đấy, nó là nhỏ lắm, ta thấy không? Nghe hết cỡ rồi đấy. Con này nó không thiên về loa. Bên Nhật thì nó hay thích loa nhỏ lắm quá, nên là kiếm một con máy tính loa to rất khó bác ạ. Nghe loa nhỏ lắm. Thì em sẽ để cái mic gần cái loa cho bác nghe nhé. Nó không có thiên về loa. Này, nhỏ lắm. Nó hơi nhỏ các bác nhé. Nó không thiên về loa. Bây giờ em sẽ cắm vào loa vi tính. Đó, thì bác trẻ con học nó sẽ ok, tại vì nó có mic thu âm riêng rồi. Không giống như điện thoại đấy nhá. Nó có mic thu âm của nó riêng ở đây hết rồi. Đấy, nên là mình có thoải mái tại máy tính rồi, nó có thu âm riêng. Nó không giống như điện thoại, nhiều khi cắm tai nghe vào nó thể thu âm ở trên tai nghe. Nhưng mà riêng máy tính thì nó khác quá nhá. Nó hỗ trợ khác so với điện thoại. Đây em sẽ mở lên này. Đây là bọn học bài rất là dễ bác nhá.
Đây, em mở loa lên này các bác nhỉ. Đấy, các bác thấy không? Ok chưa? Đấy, lên là các bác có thể dùng nó rất là tiện. Đấy, nhiều khi là bỏ lên cái loa con này thì nó học bài nó nghe sẽ rõ hơn, cô giáo nói hơn, tại vì là cái mình có thể chỉnh bát chép hoặc mấy cả loa nó sẽ hỗ trợ nó lớn hơn. Trên máy tính kể cả laptop bác dùng vậy, loa học bài nó nhỏ lắm, nó không có lớn, nhưng mà mình khi mình bỏ sang cái loa để dùng cho máy tính ấy. Đấy, em có một cặp này, em dùng cho cô em học này. Đấy, nó nghe rất là đã các bác nhá. Đấy, nó nghe rõ lắm. Còn bỏ trên này thì nó nghe nhỏ lắm. Đấy, cảm ứng này rất là tiện các bác nhá, nó ok lắm các bác nhá. Cảm ứng của nó thì khoảng suy nghĩ rồi, tại vì là đây là nó dùng cảm ứng máy tính rồi, nên là mình không phải lo lắng về nó chậm hay là nó nhanh thế này cái kia các bác nhé. Đấy, bác đọc báo đọc biết thì nó cũng rất là nhanh. Đấy, nói chung là nó khi mà cảm ứng trên này thì nó thuận tiện vô cùng. Đấy, nói chung bây giờ đang dịch bệnh, nhưng mà bác nào mua thì máy tính em mới ship cho bác được nhá. Hiện tại em sẽ ship được các bác máy tính, tại vì nó là những cái như, bây giờ là mặt hàng thì bắt buộc nó phải thuộc dạng thiết yếu rồi các bác ạ. Đấy, không biết chỗ các bác sao thôi, nhưng mà em vẫn ship được cái máy tính này cho các bác nhá. Còn những cái hàng khác thì em không ship được, riêng máy tính thì em vẫn có thể ship được cho các bác. Đấy, thì quan trọng chỗ bác có nhận được không, Thành phố Hồ Chí Minh là không nhận được các bác nhá, lưu ý cho em. Đây, em sẽ vào một đại cái gì đó cho các bác coi. Đấy, nhanh bây giờ em sẽ vào thêm một trang khác nữa. Đấy, và bây giờ em sẽ vào trang tuổi trẻ. Đấy, đây, chạy gọi như là song song ấy, chạy như là chạy nhiều ứng dụng ấy, kiểu như thế. Đấy, cấu hình nó là tầm trung, bình thường thôi bác nhé, bình dân thôi so với bây giờ, nhưng mà có hai cái nó có cảm ứng. Đấy, rất là tiện, đây là hàng nguyên của Fujitsu, không phải hàng lậu hay hàng nước gì các bác nhé. Đấy, mà nó win chính hiệu của nó luôn. Đây, tháo rời ra. Đây, màn hình khá là đẹp các bác nhé. Đằng sau của nó thì là nó bằng nhựa hay bằng gì cũng chả biết nữa, nhưng mà cái mặt là cái này là phay của nó, bằng lỗ phay, cái mặt phím này, còn cái lỗ là lỗ thoát khí của nó này. Đấy, nó tản nhiệt ở đây. Đấy, pin nó xài được khoảng vài tiếng nữa các bác ạ. Đấy, 2-3 tiếng nữa. Còn này, rồi ok các bác nhé. Ở đây cục sạc của nó đây, quên mất không nói cái này, cục sạc của nó đây nhá, cục sạc zin của nó đây nhá. Đấy, mua bên Nhật về nó như vậy đó, hàng này em mua đấu giá nhá, không phải một hàng mua ở đây à. Đây không có mấy hàng này đâu bác, ít lắm. Đấy, đây này input của nó đây, 100-240V. Đấy, bên China. Đấy, Fujitsu. Đấy, cục sạc thì nó sản xuất ở nước nào thì nó sản xuất các bác nhá, cái đó thì không ấy được đâu, giống như iPhone nó còn sản xuất tại China mà, tách nguồn này. Ok, đấy, học này, cái này là vừa sức bọn nó học rồi. Đấy, vừa nó tiện. buồn mang đi chơi game các bạn. Rổ ra nó chơi game. Đấy, mình học như thế này ấy, thứ nhất là mình học online bọn nó phím phiếc cái này nó tiện hơn là mình cảm ứng không. Đấy, ý nghĩa là mình cầm bát thì nó không có tiện bằng cái máy nó có như thế này. Thứ nhất là nó có chỗ nó để thế của nó rồi. Thì thứ hai nữa là nó sẽ tiện hơn khi mình sử dụng phím phiếc nếu mà liên quan tới chữ chiếc các kiểu. Nên là cho bác quay lại một lần nữa của nó nhá. Đấy, máy nó như thế này. Fujitsu bác nhá, pin nằm đây này, đây này cho bác coi nhé, pin neon nhá, Fujitsu. Đấy, cái này thì nó sản xuất tại nhà máy Fujitsu, còn cục sạc thì nó sản xuất tại China. Đấy, ok các bác nhá. Đấy, thì bác nào nhu cầu mua thì alo chưa, thì máy này báo giá rất cụ thể luôn, giá của nó là 5,5 triệu các bác nhá. Đấy, bác cảm thấy ok thì alo chưa, máy rất là đẹp các bác nhá. Rồi, thân chào các bác nhé, hẹn gặp lại bác ở video tiếp theo. Đừng quên cho em xin một like nhé, chia sẻ kênh cho mọi người cùng coi. Đấy, bác nào mà mua cho con hoặc là cháu học thì các bác có thể tham khảo nhé, hoặc có thể mua máy mới ở ngoài thị trường cũng có. Bây giờ thì học online chắc khá là dài đấy các bác ạ. Tình hình dịch này thì em nghĩ là chắc phải hết kỳ 1, kỳ 2 luôn, chứ đừng nói là hết kỳ 1 các bác nhé. Dự kiến là hết kỳ 1 thôi, nhưng mà kỳ 2 luôn. Đấy, bây giờ thì nó bác máy tính đang hot lắm trên thị trường ấy, nó đang rất là mắc. Nói chung ở ngoài cửa hàng thì bây giờ cái nào rẻ lắm là 9-10 triệu một con, còn bây giờ người ta đang mua cái tầm hơn chục triệu. Đấy, để về sau con người ta còn học nữa, nhưng mà nó đầu tư bây giờ hơn chục triệu thì một cái thì một đứa học thôi chứ chẳng hai đứa học được.
và hai cái thì nó hơi cao, mua máy cũ thôi chứ mua máy mới thì nó nhiều tiền quá, không thì mua điện thoại. Điện thoại màn hình nó nhỏ quá, cái này thì nó tính là 11 inch mấy, nhưng mà so với cái điện thoại Samsung Note 9 là 6 inch mấy thì cái này nó 10 inch, nhưng mà máy tính nó tính 10 inch, 11 inch, nhưng mà tính nó tính kiểu khác quá nhá, nó to lắm. Còn điện thoại thì nó nhỏ thôi, điện thoại để vào nó bác thì bằng cái màn hình này 10 mà nó bằng 4 lần cái điện thoại Note 9 thôi nhá. Rồi, ok, thank you các bác nhé, đừng quên cho em xin một like nhé, tạm biệt các bác.